Nước bên này nhiều quá. Có dẻm hả? Lơ mơ bên này nó chạy dẻm á. Luộc luôn, à nồi đem vô nướng luôn. Tao đang móc, tao kiếm bún riêu mà. Riêu gì? Đó, cái này có rồi đó. Nó nói thôi vô bún mệt rồi. Có dẻm đó, cho nó dẻm nhiều đây em ơi. Có dẻm chảy xuống. Nay mình sẽ làm món tôm nướng nha cả nhà. Không tốn tiền giống. Nó mình lấy nước biển nó vô ở đầu xong rồi tôm nó lớn lên luôn rồi. Tự thiên nhiên luôn. Mà nước này nhiều chắc cua ít chạy rồi. Ủa con dẻm nó ngon đó. Kệ đi được rồi, đổ đi. Chờ con dẻm nó biết chuyện nào. Ô tôm. Tôm đây. Ô có con cung sú kìa. Để dính tôm sú. Trọng trọng. Heo nó kêu, cá heo nó kêu. Còn bóng mú nữa kìa. Mấy cá không à? Để tôi đổ ra ngoài đây em. Em thà ta dâm hy sinh ha. Được con bóng mú với con cái gì? Cá bóng hay gì? Cái này cá bóng gì? Bóng gì không biết. Nè. Bóng gì? Bóng này còn bự nữa không? Nè. Còn bự nữa hả? Thôi thả cho nó lớn. Đây. Cái này chưa được đâu. Tình hình này ít quá cả nhà ơi. Con bóng mú này hồi chắc nó quanh thành con súng quá. Con này đẹp đúng không? Chứ sao vậy, bắt tôm đó là đứng vậy? Tôm này thằng ba. Thằng ba. Súng là phải thả mà. Súng nó không tốn giống mà nó vô ên rồi. Ê, bóng mú gì vậy đó nghe. Cái này chắc đỡ nè ông ơi. Cái này nó chạy đỡ hơn nè. Cái này thường là cái ít nhất nè. Cái này thường thường cái ít nhất, bên này là lẽ nó lại nhiều nhất của có tôm sú lắm ơi. Cái gì trong đó dữ vậy trời? Bốn mú nữa hả? Bốn mú rồi, bốn mú rồi. Mấy con bốn mú luôn. Quậy muốn banh. Ba con bốn mú luôn. Tâm xuống được mấy con gì. Để cái này đỡ nè. Đây tí anh. Đây. Ê chết mẹ, tâm xuống. Cái gẹm tao nấu ấy, cuối cùng cũng không có gẹm luôn. Không lấy cái thao ra chứ. Không muốn nhỏ thì thả lại.
Đây thành phẩm nha cả nhà, bữa nay không có tôm bán mà chỉ có tôm nướng thôi. Rồi bắt con mú này đi. Hả, mú hả? Con cua nó nhỏ thả là luôn hay vậy? Năm con cũng mú. Năm con cũng mú luôn. Con này không thả đâu, con này già. Con cua thì nó già thì lấy, con cá thả đi. Trời, cho nó đẻ rồi thả mấy con nó. Đẻ về cá này cái ký ngoài ăn mới được mới ngon. Cá này còn nhỏ, cá này tầm cái búa 300g. Thôi thả lại hết đi. Con được rồi. Con cho mấy đứa ăn thôi. Thịt nó ngon quá. Bỏ vô nồi nấu nước tiền. Ai mà ăn cái cá này. Được sao không được? Có đem bít quýt. Có đem bít quýt nha. Nó biết sao ăn không được không? Tại vì nó hiếm quá. Đây, giờ đã chưa? Tới giờ mình xỏ tôm vô nha cả nhà. Hôm nay đặt cũng được ít tôm, mà tôm bự bự này mình nướng muối ớt, làm món muối ớt ha, tôm là tôm thiên nhiên. Lần đầu tiên biết xỏ tôm cả nhà ơi. Nhà ngắm thôi chị cho. Trắng thôi chị cho. Con này á. Rửa nước ha. Nước mà qua một tay em này. Qua đâu? Bỏ dưới này không làm. Đây con này là đủ rồi cả nhà. Đâu? Thang nước, à, nước tạo ra là làm muối cái đây luôn rồi. Thao này hết đống cây này nha cả nhà. Rửa phai tôi lật nó lại luôn. Nướng muối ớt nha, quá trời ngon rồi. Ừ, lúc anh lọt cả. Ớt này ớt khô cả nhà, ớt tươi không dám cầm gì đâu cả nhà. Rồi, chuẩn bị nướng nha cả nhà. Quá trời hấp dẫn rồi. Ớt miếng theo kiểu dân giả rồi cả nhà. Bây giờ mình đốt củi lâu rồi, bây giờ mình thang còn miếng. Bằng cục sú to quá. Cha mở là gấp hai lần. Này là mình lấy cục sú to hết tiếp. Bên nó cũng lấy điện thoại nó quay nữa. Góp dưới đi ra một. Cảm giác sao? Nó ngọt không? Thơm. Muối ớt nó thơm hả? Vừa ăn hết nước luôn khỏi chấm luôn. Có chị nè. Rồi, mời cả nhà dùng với gia đình mình nha. Đây, một dĩa này là ăn quá trời đã rồi. Có con cá bống nữa nè cả nhà. Đây, cá bống này. Thịt đẻ thịt nó ra ngon chưa? Khỏi trắng tươi à? Đây, các em nhỏ. Các em nhỏ đã tụ tập đây rồi. Người con hết trơn ở nhà thấy không? Em nào em nấy người con hết rồi đó. Xi kìa, thơm con bự luôn. Ồ, em xi được con bự luôn nè. Xi này, chỗ đâu được nè. Quá vui cả nhà. Pizza. Có món cá nướng nè cả nhà, đừng ngập mặn nha. Quá trời ngon rồi. Vô đây là bắt lên là nướng luôn. Tại gần. Thức luôn. Thơm quá. Tăng săn bắt khá lượng cả nhà ơi. Giờ tới mình thưởng thức thành phẩm của mình bắt được trong buổi sáng ngày hôm nay. Quá trời ngon nha cả nhà. Cá đổ nướng, tôm nướng. Tôm này mấy em nhỏ xử muốn hết rồi. Giờ tới mấy người lớn. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video gần nhất nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.